Cái này với em này bây giờ cần thiết cứ quay camera luôn. Của anh có 18 trứng, em tính trong cái số lượng bill của anh ấy là 30 trứng nha. Rồi hồi nãy anh đã nói rồi, đây 18 trứng nha, hồi nãy em quấn luôn, em quấn lại cho anh. Rồi bây giờ mấy? Em xin lỗi, tại nãy từ một lần là 10 trứng ấy, em quên không đếm lại. Thứ nhất nè, em báo ấy là 4.000 một trứng, ra đây 4.003, chứ phiếu 4.003 đây, phiếu 4.003. Không, Tết hóa xanh bữa giờ ấy, nhiều lần anh không đi ý, mà về mấy lần luôn. Anh về anh rất là bực, nhưng mà về nhà khui ra xài mất tiêu. Anh rất là bực bội ở khúc này. Nhiều lần rồi chứ không phải một lần. Đây tổng tiền nè. Cái bill của mình đây. Sao anh sao hơn? Em tưởng hay là 10 trứng. Đó. Này anh tắt máy đi rồi bên em giải quyết cho bên anh thôi chứ có gì đâu. Không, nhiều lắm rồi, nhiều lần anh không phải nhiều lần, nhưng mà anh không có chứng cứ. Đúng rồi, em nói anh không có chứng cứ, anh không nói được. Dạ, là hôm nay anh mới có chứng cứ để anh nói. Anh rất, ngay cả bây giờ hiện tại ấy, dân rất là bực bội cái Bách Hóa Xanh về cái chuyện tăng giá. Đó. Rất là bực bội về cái chuyện tăng giá như vậy. Dạ, rồi. Em biết là cái vấn đề của bên anh là anh đang bực bội về cái vấn đề tăng giá, nhưng mà cái bên em á là dịch bệnh, tình hình là dịch bệnh thì á, những cái người mà dịch bệnh nè không đó, hỗ trợ được cho dân thì thôi, còn như vậy nữa là em phải giải thích cho anh hiểu. Là anh không có quay mặt tụi em là anh còn nể rồi đấy. Em biết là cái vấn đề là anh không quay mặt em, là anh muốn quay như thế nào cũng được, nhưng mà em phải giải thích cho anh hiểu một cái vấn đề là ví dụ như hàng hóa bên em nè là nhà có kiểm định đàng hoàng, không phải là hàng ở trong chợ đầu mối hay là cái gì đó lấy bất cứ ở đâu phải cũng vậy hết á. Có giấy báo. Rồi bây giờ cái này. Cái này thì như anh ấy, bên em là nhận trách nhiệm là tại vì bên em sai, là do bạn nhân viên bạn tính lộn cho anh cái trứng gà này, chứ cái quả trứng vịt này là bên em sai, là bên em xin lỗi anh, là em gửi lời xin lỗi đến anh luôn, là chân thành luôn á. Và một cách chân thành là em xin lỗi anh là vì vấn đề là bạn nhân viên tính tiền lộn cho anh thôi. Rồi ở đây ấy, tiện anh nhắc nhở luôn, tất cả bảng giá trên kệ thì tụi em cập nhật liền cho dân, chứ không có để cái tình trạng ấy mà để cái trên giá trên kệ như vậy rồi ra đây tính rồi đưa đây nè anh cái bill đây nè, không được, cái này là không, anh không đồng ý. Ngay cả tất cả các tất cả mọi người đều không đồng ý ở cái vấn đề là ra quầy tính tiền có cái bill khác, ở trong quầy nó là một cái bill khác, nó khác hoàn toàn. Vậy á, em nói anh là ví dụ như á, những cái sản phẩm ở bên em tính tiền cho anh á mà nó bị chênh lệch giá thì anh cứ lại báo với tụi em. Anh về nhà anh không còn cái chứng cứ nữa, bực bội là khi về nhà thôi. Còn đây á là anh cho, bởi vì á nó còn nguyên kiện hết, nó đầy đủ hết nên anh mới đem ra. Chứ lỡ mà cái này mà không có cái này ấy, anh cũng bó tay luôn. Anh nói thật, nếu mà không quấn cái màn này là anh thua luôn, anh kêu hả cười trừ luôn á. Dạ cái này cảm cho bên em một phần đi, tại vì giờ dịch bệnh á thì ở đây tụi anh hơi thì trung thành quá đó. Dạ, anh đúng rồi, em biết là em cảm ơn và chị anh ấy là còn quản lý ở ở điện máy xanh. Dạ đúng rồi, em cái này nhưng em mà cảm ơn anh rất là bực bội. Anh quay lại á, anh góp ý cho tụi em á thì tụi em biết là những cái lỗi mà tụi em đang mắc phải thì có gì anh thông cảm giúp em. Còn cái phần mà bạn tính lộn cho anh cái trứng gà này là trứng vịt này thì bên em sẽ hoàn tiền lại cho anh cái này, hoặc là anh trả lại cái này cho em cũng được, không sao hết. Còn cái vấn đề mà anh góp ý cho tụi em á là tụi em ghi nhận cái vấn đề góp ý của anh, là tụi em sẽ thay đổi dần dần, cải thiện hơn về cái vấn đề đó. Tại vì tụi em cũng là đi làm, cũng là bây giờ anh cũng muốn góp ý thêm luôn. Dịch không hỗ trợ được cho dân thì thôi, còn tăng giá thì không biết như thế nào. Anh à, ở trên ấy tại vì em cứ báo lên trên là dân phản ánh như vậy, rồi lên cộng đồng mạng rồi coi cộng đồng mạng đang phản ánh Bách Hóa Xanh như thế nào. Rồi sau đó bây giờ em biết là cái vấn đề tăng giá, còn tụi em ấy là chỉ là người hả nhân viên thôi. Nói thật, những nói những cái chuyện này ấy thì không có ý nghĩa gì với tụi em nha. Còn bây giờ rút kinh nghiệm cái này cho anh.